nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bài Gita Roman. Ở bản này thì mình để trong là Như Thứ. Mọi người có thể lấy xích nhạc ở link bên dưới. Hướng dẫn thì rất là nhiều người hướng dẫn trên mạng rồi, nên là mọi người nghe cái bài này thôi nha, nghe xong rồi tập theo. Bài này thì mình để trong Như Thứ, các bạn có thể đánh nha. Đó, kiểu vậy đó. Thì xích nhạc thì mọi người có thể là nhìn theo cái chữ ở trên đó, sẽ có là tên nốt rồi những cái số ở tab để mọi người có thể tập. Sau đây là phần đàn của bài này mọi người cùng theo dõi.